Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ hai ngày 30 tháng 9. Và bây giờ như thường lệ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ dự và phát biểu tại hội nghị tọa đàm nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp giao ban xem xét một số nội dung quan trọng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng dự và chủ trì hội nghị. Hội viên Hội Doanh nghiệp huyện Văn Lâm tích cực ủng hộ xây dựng nông thôn mới. Các công ty của tập đoàn Hòa Phát nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh hơn 350 tỷ đồng. Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên về việc giáo viên bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tất cả thông tin dọa nạt cán bộ giáo viên mà mới xảy ra hoàn toàn không phải của thanh tra chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Thành ủy Hưng Yên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp việc cấp ủy thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sự buổi tọa đàm có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi tọa đàm. Tọa đàm đã có 19 ý kiến tham luận nhằm làm rõ hơn hiệu quả ý nghĩa của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng toàn dân, vai trò của công tác tham mưu giúp việc cấp ủy để triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Việc thực hiện cần phải gắn với các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp việc cấp ủy triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo. Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh, mỗi chúng ta nói về công lao của Bác với đất nước, với nhân dân bao nhiêu cũng là chưa đủ, bởi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hòa quyện vào nhau trong từng lời nói, việc làm của người. Qua buổi tọa đàm nhằm khắc phục tình trạng xây dựng kế hoạch và làm theo của một số cán bộ đảng viên còn hình thức, dẫn đến hiệu quả chưa cao. Nếu có một tỉnh nào mà 10 lần Bác Hồ về thăm, thế cho nên là chúng ta không phải đọc và học ở đâu nhiều, chúng ta chỉ cần đọc và học những lời Bác dạy đối với cán bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ, nhân dân chúng ta cũng luôn luôn thấm thía. Chẳng hạn như Bác dạy là toàn dân đoàn kết một lòng, đập đá thì núi vỡ, mà đào sông thì nước về. Bác đến với đồng bào Hưng Yên của chúng ta là Bác còn lấy tay xách dép cao su lội ruộng đi tắt cánh đồng, đến thẳng với bà con. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tự chung lại ở tính đoàn kết kỷ luật. Những lời nói, việc làm của Bác chân thành giản dị gần gũi, vừa dễ nghe, dễ hiểu và dễ gần. Vì vậy, từ kết quả buổi tọa đàm hôm nay, để ngành tuyên giáo cũng như các ngành khác nâng cao chất lượng phối hợp, làm tốt công tác tham mưu, để việc thực hiện học tập và làm theo lời Bác đi vào chiều sâu và đạt kết quả cao hơn nữa trong toàn tỉnh. Làm thế nào để chúng ta thực hiện tốt trong cái công tác dân vận? Thì tuyên giáo cùng với ngành trong khối dân vận, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể chính trị xã hội truyền tải được cái đấy. Thông qua trong từng nội dung nội hàm của ngành dân vận, của ngành Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể chính trị xã hội, chúng ta đưa được những cái hạt ngọc, đưa được những cái tư tưởng, đưa được những cái phong cách làm việc của Bác thấm ngấm vào trong những cái tư liệu, tài liệu và phương pháp tuyên truyền của các cái ngành này, thì tôi cho rằng rất là đáng quý. Phát biểu kết luận buổi tọa đàm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Thủy nhấn mạnh, qua thực hiện học tập và làm theo lời Bác những năm qua, đã góp phần xuất hiện nhiều tập thể cá nhân có cách làm tốt xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện ở một số nơi còn chưa cụ thể về nội dung và thời gian thực hiện. Công tác tham mưu còn hạn chế, dẫn đến khó khăn trong tuyên truyền, triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bởi vậy, để việc học tập làm theo Bác đi vào chiều sâu, đòi hỏi thời gian tới việc thực hiện phải tiếp tục gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, để mỗi người đều phải coi việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động việc làm. Tại buổi tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019.
Sáng nay, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt làm công tác mặt trận Tổ quốc trên địa bàn tỉnh. Sự khai giảng có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Lớp học được tổ chức trong 4 ngày với sự tham gia của gần 200 học viên. Các học viên được truyền đạt 8 chuyên đề là thông tin thời sự trong nước và quốc tế nổi bật, quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2019-2024, chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, công tác vận động quần chúng nhân dân thông qua các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kỹ năng nắm bắt dư luận và định hướng dư luận xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đề nghị Ban tổ chức lớp bồi dưỡng, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh và học viên cần nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: cần đảm bảo tốt nội dung của từng chuyên đề và toàn bộ chương trình của lớp bồi dưỡng, đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng báo cáo viên gợi mở vấn đề, định hướng phương pháp tiếp cận, khuyến khích tính chủ động và tự giác của mỗi học viên nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, cần sắp xếp bố trí thời gian để tham gia đầy đủ các nội dung chương trình của lớp học, học viên chủ động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị với ban tổ chức lớp bồi dưỡng để tiếp thu và có những định hướng thống nhất cho công tác Mặt trận Tổ quốc. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh bố trí và đảm bảo điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị để báo cáo viên, học viên trao đổi, học tập, nghiên cứu. Chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức phiên họp giao ban xem xét và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Cùng dự có đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, thủ trưởng một số sở ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Phiên họp đã thông qua và xem xét cho ý kiến về việc ban hành chỉ thị tăng cường công tác quản lý, quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh, dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021, ban hành kèm theo quyết định số 13/2016 ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, bãi bỏ quyết định số 76 ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định chế độ trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu Sở Xây dựng, Cục Thống kê tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở ban ngành địa phương sớm hoàn thiện để ban hành chỉ thị tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, quy chế phổ biến thông tin thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thời gian tới, các sở ban ngành địa phương phải tập trung khẩn trương thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2019. Trước mắt, cần phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn dự án đầu tư công. Nếu đến hết tháng 10 năm 2019, đơn vị chủ đầu tư nào không thực hiện nghiêm, có tiến độ giải ngân chậm thì phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các huyện, thành phố, thị xã phải thành lập kiện toàn ngay ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và người có công với cách mạng theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đẩy nhanh tiến độ rà soát và thẩm định xây nhà ở cho các hộ hoàn thành ngay trong năm 2019 và 2020. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức gặp mặt chia tay chúc mừng đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1 tháng 10 năm 2019. Thời gian qua, Bắc Sơn là địa phương điển hình tại huyện Ân Thi trong phong trào nhân dân tự nguyện hiến đất làm đường. Trong số đó có vai trò và đóng góp không nhỏ của cán bộ đảng viên. Xác định rõ, đảng viên tiên phong gương mẫu thực hiện hiến đất làm đường chính là hình thức vận động phù hợp nhất để nhân dân đồng thuận noi theo.
Vì vậy, từ năm 2018, khi có dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên xã có tổng chiều dài 3,7 km, đã có 39 đảng viên và gia đình đảng viên tự nguyện thực hiện, trong đó phải kể tới gia đình các ông Nguyễn Thành Thạo, ông Phan Trắc Lộc là những hạt nhân tiêu biểu. Không chỉ hiến đất, cán bộ đảng viên ở xã Bắc Sơn còn làm tốt công tác dân vận. Nhờ đó, đến nay, 234 hộ nằm trong vùng dự án đã tự nguyện hiến 3.100m2 đất thổ cư và đất nông nghiệp để mở rộng đường. Dự kiến cuối năm nay, dự án sẽ hoàn thành. Thực hiện kế hoạch mở rộng đường giao thông nông thôn, thời gian qua, nhân dân xã Đỉnh Cao, huyện Phù Cừ đã tích cực hiến đất làm đường. Trong đó, xã đã tiến hành trải nhựa tuyến đường từ ngã năm Đỉnh Cao đi trung tâm y tế huyện cũ có chiều dài 1,25 km. Mặt đường rộng 5,5 m, hai bên lề mỗi bên rộng 1 m. Đổ bê tông tuyến đường từ ngã năm Đỉnh Cao đi thôn An Nhuế có chiều dài gần 500 m, rộng 4 m, hai bên lề 1,5 m và trải nhựa tuyến đường huyện 81 đi cầu Khoái qua thôn Hà Linh dài gần 1 km có chiều rộng 5,5 m, lề mỗi bên 1 m. Để mở rộng những tuyến đường này, hơn 300 hộ dân sống dọc hai bên đường đã tình nguyện hiến hơn 2.000 m2 đất, tháo dỡ tường bao, cổng và công trình phụ. Các tuyến đường được nâng cấp, mở rộng đã giúp cho việc đi lại thông thương hàng hóa của nhân dân được thuận lợi, góp phần làm nên diện mạo nông thôn mới, thêm khang trang, sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, nhờ sự đồng thuận ủng hộ to lớn của nhân dân các địa phương trong tỉnh, cũng như những người con xa quê, nên đến nay, tỉnh Hưng Yên đã có 141 trên 145 xã về đích nông thôn mới. Các xã còn lại đang dồn lực hoàn thành về đích nông thôn mới trong năm 2019. Để góp phần vào thành tích chung này, có sự đóng góp to lớn của đội ngũ doanh nhân, các chủ doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Phóng sự sau được thực hiện tại huyện Văn Lâm sẽ cho chúng ta thấy rõ hơn về điều này. Doanh nghiệp này có nhà máy sản xuất trên địa bàn xã Đình Dù. Dù chủ doanh nghiệp không phải là người Hưng Yên, nhưng qua cuộc phát động chung xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp đã ủng hộ gần 3.000 mét khối bê tông, trị giá hơn 3 tỷ đồng để làm nhiều tuyến đường giao thông góp phần đưa các xã của huyện Văn Lâm sớm về đích nông thôn mới. Đây cũng là doanh nghiệp có số ủng hộ lớn nhất vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Huyện Văn Lâm phát động phong trào là xây dựng nông thôn mới thì Việt Đức cũng có cái mong muốn là đóng góp được một cái gì đó cho huyện nhà. Thì chúng tôi cũng đóng góp một phần bé nhỏ vào việc xây dựng các con đường của nông thôn. Với gần 400 hội viên, những năm qua các hội viên hội doanh nghiệp huyện Văn Lâm là đơn vị hội điển hình trong tỉnh vì có nhiều đóng góp xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính riêng 9 tháng của năm 2019, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện đã ủng hộ bằng tiền mặt và giá trị xây dựng công trình phúc lợi trị giá trên 20 tỷ đồng. Trong đó, các hội viên của hội doanh nghiệp huyện ủng hộ 13,5 tỷ đồng. Tiêu biểu như công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Đức, công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Đạt, công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Tùng, công ty cổ phần đầu tư thương mại và công nghệ Bắc Việt. Vừa qua, hội doanh nghiệp huyện Văn Lâm đã tích cực ủng hộ trong một đợt ngắn 2019, các doanh nghiệp hội viên đã ủng hộ được 13,5 tỷ đồng. Đến nay mà nói thì là các hội viên đăng ký ủng hộ thì đã ủng hộ xong. Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới, trong tỉnh đã ủng hộ 750 tỷ đồng, 1,5 triệu mét vuông đất thổ cư, 700 hectare đất nông nghiệp, trên 950.000 ngày công. Trong đó các doanh nhân, chủ doanh nghiệp bằng những việc làm cụ thể tích cực ủng hộ, góp phần đưa Hưng Yên vượt kế hoạch đề ra trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ảnh hưởng chiến tranh thương mại Mỹ-Trung Quốc làm cho việc xuất khẩu thép các loại của các công ty thuộc tập đoàn Hòa Phát giảm, nhưng kết quả sản xuất kinh doanh những tháng đầu năm của tập đoàn vẫn tăng trưởng khá, cao hơn so với cùng kỳ năm 2018. Trên phạm vi cả nước 6 tháng đầu năm 2019, tập đoàn Hòa Phát đạt doanh thu 30.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.860 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch đề ra cả năm. Trong đó, thép là mặt hàng chủ lực cung cấp ra thị trường 1,34 triệu tấn, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm 2018. Hòa Phát cũng là doanh nghiệp số 1 cả nước về sản xuất thép, chiếm 25% thị phần trong nước. Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, 8 tháng đầu năm 2019, các công ty của tập đoàn Hòa Phát nộp thuế nhà nước trên 350 tỷ đồng, tăng 87 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Kết quả sản xuất kinh doanh khởi sắc của các công ty thuộc tập đoàn Hòa Phát trên địa bàn tỉnh sẽ góp phần tăng thu ngân sách nhà nước vì trong nhiều năm liên tục, Hòa Phát
là doanh nghiệp đứng đầu về nộp ngân sách nhà nước, bình quân mỗi năm khoảng 1.000 tỷ đồng. Vừa qua, Khoa Phát thanh Truyền hình thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Khoa Phát thanh Truyền hình thuộc Trường Tuyên huấn Trung ương, nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đã có lịch sử phát triển 40 năm qua. Đây là đơn vị đầu tiên trong cả nước đào tạo hai chuyên ngành phát thanh và truyền hình, nay có thêm chuyên ngành báo điện tử và quay phim truyền hình. Trong suốt thời gian qua, Khoa đã đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho các cơ quan báo chí, đặc biệt là các đài phát thanh truyền hình trong cả nước, trong đó có Hưng Yên. Khoa Phát thanh Truyền hình vinh dự được nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3 vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục đào tạo xây dựng đất nước. Thưa quý vị và các bạn, trong các chương trình thời sự trước của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã phản ánh về tình trạng một số giáo viên tỉnh ta bị các đối tượng xấu giả danh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo lừa đảo và chiếm tài sản. Nhóm phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Lê Quang Khải, Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo để làm rõ về vấn đề này. Thưa ông ạ, thời gian vừa qua thì một số giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh đã bị các đối tượng giả danh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Vậy ông có thể cho biết là Sở Giáo dục và Đào tạo thì có triển khai lấy thông tin cá nhân của giáo viên như đã được phản ánh hay không ạ? Trước hết là thanh tra của chúng tôi khẳng định một điều là tất cả các cái thông tin mà dọa nạt cán bộ giáo viên mà mới xảy ra những ngày gần đây là hoàn toàn không phải của thanh tra chúng tôi. Cái việc mà thanh tra chúng tôi phát ngôn hay làm bất kỳ một cái việc gì thì chúng tôi đều có một cái quy chế, không qua tin nhắn, không qua điện thoại mà chỉ làm việc với thủ trưởng đơn vị. Từ thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm triển khai đến cán bộ giáo viên trong toàn đơn vị. Ngay sau khi sự việc xảy ra thì thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như Sở Giáo dục Đào tạo đã có những cái biện pháp xử lý như thế nào? Ngay ngày hôm đó là thanh tra sở cũng đã nhắn Viber là ban hành ngay một cái công văn, đó là công văn 1530 đến tất cả các trưởng phòng giáo dục và hiệu trưởng các trường trung học phổ thông là thông báo cái việc mà hiện nay đã có một số cái đối tượng cái lợi dụng danh nghĩa của thanh tra như vậy và yêu cầu trưởng phòng giáo dục đào tạo triển khai ngay đến tất cả các đồng chí hiệu trưởng và đề nghị các hiệu trưởng triển khai ngay cái thông tin này đến tất cả cán bộ giáo viên trong tuần này. Tới đây cũng sẽ có một cái công văn gửi sang bên công an để phối hợp với công an trong cái việc mà ngăn chặn hoặc là truy tìm những cái đối tượng mà có cái hành vi lừa đảo đối với cán bộ giáo viên trong toàn ngành. Ông có cái khuyến nghị như thế nào đối với các giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh để tránh trường hợp tiếp tục bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản? Chúng tôi đều khuyên cáo với cán bộ giáo viên là phải hỏi đồng chí tên là gì, đồng chí ở đâu và đồng chí cần cái thông tin gì, không trả lời vội mà nên chuyển về chúng tôi để chúng tôi xác minh xem đó có phải là cái đối tượng không. Đường dây nóng của chúng tôi là 02213 865 001. Xin cảm ơn ông ạ. Sau đây là tin tức về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 30 tháng 9, tại trục đường DH72 thuộc thôn An Xá, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, nhân dân phát hiện một tử thi nam giới. Nạn nhân được xác định là anh Ninh Huy Dân, sinh năm 1980, trú tại thôn Võng Phan, xã Tống Trân, huyện Phù Cừ. Anh Dân hiện đang là công nhân, đang thi công tuyến đường DH72. Bên cạnh nạn nhân có xe mô tô mang biển kiểm soát 89B147795. Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tiên Lữ phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao tử thi nạn nhân để gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tiên Lữ đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Dân. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.